thưa quý vị, cùng với các địa phương trong tỉnh huyện Châu Thành sáng nay đã triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1806 ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận quần chúng nhân dân trên hệ thống loa truyền thanh, trung tâm văn hóa và trên cổng thông tin điện tử huyện về thực hiện chỉ thị và quyết định này. Đa số nhân dân trên địa bàn huyện tuân thủ theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không tập trung đông người, mỗi nhà đều thực hiện theo giãn cách xã hội. Còn tại các chợ trên địa bàn huyện đã thực hiện mua bán theo đúng quy định an toàn phòng chống dịch cho bản thân và cho gia đình để thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra vào địa bàn huyện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo các chốt kiểm soát giao thông trọng yếu của huyện. Ngoài ra, các xã thị trấn thành lập các chốt nhánh rẽ nhằm kiểm soát người dân khi đi ra ngoài và những người về từ vùng có dịch nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị, theo ghi nhận trong ngày hôm nay 19 tháng 7 tại huyện Long Phú, cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại chợ Long Phú nơi tập trung mua bán các loại nông sản, thủy sản các loại, vào sáng nay đã không còn cảnh chen chúc mua bán như mấy ngày trước. Thay vào đó, mọi người thực hiện nghiêm việc mua bán có trật tự, giữ khoảng cách xa khi tiếp xúc và cán bộ thị trấn cùng ban quản lý dân phố thường xuyên có mặt Phát loa lưu động tuyên truyền về quyết định 1806 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thông điệp 5K của Bộ Y tế, các mức xử phạt khi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, lập các chốt phân định lối ra vào chợ và có lực lượng chức năng kiểm soát khi người dân ra vào chợ đều được rửa tay sát khuẩn, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ thị 16 người dân các địa phương đã hạn chế ra đường và thực hiện tốt thông điệp 5K. Các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đã đóng cửa phòng dịch. Những điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động theo quy định an toàn phòng chống dịch bệnh. Kính thưa quý vị, với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch, mỗi khóm ấp, mỗi xã phường, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch. Vì vậy, mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình hãy tự giác nêu cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch, thực hiện tốt trong điệp 5K, khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế đây là yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa dịch bệnh lây lan đề nghị mỗi người dân cần nêu cao trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương khi phát hiện trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch để có biện pháp xử lý kịp thời vì sức khỏe của bản thân gia đình và của cả cộng đồng